Xin chào các bạn quay trở lại với kênh bếp của mình. Sắp đến ngày Tết Hàn Thực rồi. Thì khi nhắc đến Tết Hàn Thực thì ai cũng biết đến đó là cái món bánh trôi, bánh chay được làm trong những cái ngày đó rất là nhiều. Hôm nay thì bếp sẽ chia sẻ với mọi người đó là bánh trôi, bánh chay. Nhân của bánh trôi thì sẽ là dừa xào với lại đậu xanh nè. Còn ở với bánh chay thì luôn luôn truyền thống sẽ là những viên đường nhỏ. Và đường thì mình sẽ phải chọn là những loại đường phên, khối vuông mình sẽ cắt ra để mình bỏ vào trong cái viên chè của mình, nó sẽ được đẹp và ngon hơn. Trước tiên thì mình sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu. Thì nguyên liệu thì mình sẽ có là bột nếp nè, đậu xanh nè, đường phèn, đường phên. Và ngoài ra thì mình sẽ lấy màu thêm để cho những cái món ăn của mình được đặc sắc và đẹp hơn. Thì màu xanh mình sẽ lấy từ lá dứa. Và màu vàng thì mình sẽ lấy từ hạt dành dành. Thì hạt dành dành thì chắc có lẽ là không phải ai cũng biết. Nhưng mà cái loại này thì mình có thể mua những tiệm thuốc bắc thì đều có hết. Đó là những cái hạt như thế này nha. Mình chỉ cần nấu nước sôi lên, giã nhỏ nó ra bỏ vô ngâm. Hoặc là nấu nhẹ trong nước sôi một tí xíu thôi nó sẽ ra màu vàng. Thì mình lấy cái màu vàng này nè, mình sẽ nhồi vào trong bột nếp. Hoặc là người ta cũng sử dụng cái màu dành dành này người ta để nấu sôi nữa. Một clip nào đó của mình sẽ chia sẻ với mọi người sử dụng một cái loại hoa mà để mình lấy màu vàng nữa. Sẽ bí mật cho đến khi giới thiệu cho mọi người nha. Mình sẽ cho vào đây nè một ít nước để lát mình lấy màu nha. Rồi mình sẽ bỏ những cái hạt dành dành vô đây nè. Mình dùng chày mình đâm nó ra. Khi nước bắt đầu sôi mình sẽ cho dành dành đã giã ra rồi nè, cho vô. Trong phần nhân bánh trôi thì mình sẽ có đậu xanh. Và đậu xanh thì mình sẽ đem đi ngâm ở trong thời gian 2 giờ. Sau đó thì mình sẽ vo cho thiệt sạch và đem đi hấp hay nấu chín tùy ý mọi người. Và mình sẽ đem xay nhuyễn nó ra nha. Bây giờ thì đậu bắt đầu đã khô rồi nè. Và mình rờ nó không dính tay nữa. Là lúc này mình sẽ lấy nhân ra. Bước kế tiếp mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nè. Cho vô đây 1 lít nước. Mình sẽ nấu cho đến khi nước sôi. Và lúc đó mình sẽ cho đường vô. Trong thời gian chờ nấu nước thì mình sẽ nhồi bột luôn. Mình sẽ chuẩn bị là 2 phần bột nếp. Này thì mình sẽ sử dụng là màu trắng nha. Bước kế tiếp mình sẽ nhồi luôn là màu xanh nè. Nước sôi mình sẽ cho đường phèn vô nè. Mình sẽ vo những cái viên nhân này tùy với cái viên chè mình muốn lớn hay nhỏ nha. Cô Minh thì làm một viên nó cỡ chừng khoảng bằng cỡ giấy tắc thôi. Nó chừng khoảng 15g là vừa. Sau khi đường đã tan hết trong nước rồi thì mình cho gừng vô. Và mình để sôi lại, ngắt cái nồi nước qua một bên luôn nha. Bắt đầu mình sẽ chia bột nếp ra nè. Một nửa này là mình sẽ làm bánh trôi. Mình sẽ gói bánh trôi trước luôn ha.
Những viên chè khi đã sôi chín lên rồi thì mình sẽ vớt ra, bỏ vào trong nước đường đã nấu. Còn những viên bánh chay á, thì mình sẽ vớt ra đây, cho vào nước lạnh và lát hồi mình sẽ cho ra dĩa. Sau một thời gian vò vò nặng nặng, mình đã có được nè, vừa bánh trôi và vừa bánh chay. Màu sắc rất là hấp dẫn và đây là những cái loại màu tự nhiên nữa thì mọi người sẽ thấy rằng là rất là mát mắt nè và an toàn cho sức khỏe nữa. Hy vọng đây cũng sẽ là một món để mọi người có thể chuẩn bị cho ngày Tết Hàm Thực sắp tới rồi. Còn bây giờ thì Bếp Cô Minh xin chào và hẹn gặp lại.